Anthony thực hiện pha biểu diễn rê bóng được cho là không cần thiết trong chiến thắng 3-0 trước Sheriff hôm 28 tháng 10. Ngay lập tức, mũi nhọn người Brazil bị chỉ trích, thật nực cười. Cựu danh thủ Robert Xaver thẳng thắn nhận xét, huyền thoại Pusco tuyên bố, Anthony làm trò cười. Anthony được cho là phá hỏng buổi tối hoàn hảo của Manchester United. Cristiano Ronaldo trở lại và ghi bàn. Marco Rashford tạo nên tác động từ ghế dự bị, trong khi tài năng trẻ Alessandro Garnacho chơi hay ở trận ra mắt dưới thời huấn luyện viên Erik ten Hag. Tuy nhiên, Eurosport nhận định mấu chốt nằm ở pha truyền hỏng sau đó của Anthony. Nếu bóng tới được chân của Casemiro đã xâm nhập vùng cấm Sheriff, có lẽ mọi chuyện sẽ không bị đem ra bàn tán nhiều như vậy. Đường truyền của Anthony không hẳn tệ, đó là một pha bóng có ý đồ của cựu sao Ajax. Cầu thủ này thực hiện pha xoay bóng 720 độ khiến hàng thủ của Sheriff mất tập trung. Ngay khi quan sát thấy Casemiro di chuyển, Anthony lập tức tung đường truyền, mở ra hướng tấn công. Chẳng may bóng đi với lực hơi mạnh và Casemiro không thể theo kịp. Giới chuyên môn có quyền cho rằng Anthony chưa thực sự nghiêm túc khi tỷ số trận đấu đang là không đều. Tuy nhiên, pha chuyển lỗi không liên quan gì đến động tác phô diễn kỹ thuật của cầu thủ này. Liệu có quá bất công khi chỉ trích Anthony với phẩm chất vốn đã định hình phong cách của anh từ trước? Cảm giác các trận đấu ngày nay mang nặng tính chiến thuật, không còn đất diễn cho những cầu thủ chơi bóng theo bản năng thuần túy. Tháng 8 năm 2022, Richarlison bị đau sau pha vào bóng từ cầu thủ đối phương trong trận thắng 2-0 của Spurs trước Nottingham Forest. Phút thứ 85, khi Tottenham đang dẫn 2-0, Richarlison nhận bóng bên cánh trái. Tiền đạo người Brazil thản nhiên tâng bóng 3 nhịp rồi mới chuyển lại cho đồng đội. Pha biểu diễn của Richarlison khiến cầu thủ chủ nhà không giữ nổi bình tĩnh. Brandon Johnson ngay lập tức lao đến và khiến tiền đạo đội khách nằm sân sau một pha vào bóng quyết liệt. Vinicius cũng gây tranh cãi và khiến cổ động viên của Atletico Madrid nổi giận khi nhảy múa ăn mừng. Pero Barro, chủ tịch hiệp hội nhà môi giới bóng đá Tây Ban Nha phát biểu, nếu muốn nhảy samba sau khi ghi bàn, cậu ta nên trở về Brazil. Hãy dừng trò khỉ này lại. Cả ba cầu thủ có cách thể hiện cá tính khác nhau, nhưng họ đều là người Brazil. Huyền thoại Pele phải lên tiếng, bóng đá là niềm vui và cũng là một điệu nhảy. Chúng tôi vẫn ra sân, mỉm cười và chiến đấu vì bản thân. Neymar có 2 lần bảo vệ đồng hương. Hãy tiếp tục dê dắt, nhảy múa và hạnh phúc theo cách của mình. Chúng ta sẽ nhảy múa ở những lần ghi bàn tiếp theo. Neymar gửi thông điệp đến Vinicius. Còn khi nhận xét pha bóng của Anthony, ngôi sao của Paris Saint-Germain có động thái tương tự. Hãy tiếp tục biểu diễn và tạo niềm vui, đừng thay đổi bất kỳ điều gì. Huấn luyện viên Erik ten Hag nhìn nhận câu chuyện theo cách nhẹ nhàng. Không vấn đề gì nếu tình huống đó không gây bất lợi cho đội bóng. Miễn điều đó hiệu quả, miễn bạn không làm mất bóng và vẫn thu hút được đối thủ thì không sao cả. Ở trận thắng Arsenal 3-1 hay trận hòa Chelsea 1-1 tại Premier League, Anthony cũng thực hiện hành động xoay compa tương tự, song hai pha bóng khi ấy không bị đem ra mổ xẻ nhiều như ở trận thắng Sheriff. Thực tế, Anthony chưa từng để mất bóng và khiến Manchester United bị đối thủ tổ chức phản công ghi bàn sau một pha xoay bóng. Chỉ khi bản hợp đồng trị giá 100 triệu euro truyền sai địa chỉ trước Sheriff, tình hình mới trở nên căng thẳng. Ống kính máy quay bắt gặp khoảnh khắc Erik ten Hag cau mày và lắc đầu sau pha bóng của Anthony. Tuy nhiên, theo Independent, phản ứng nhăn nhó của ten Hag là dành cho đường truyền sai địa chỉ chứ không phải là vì pha biểu diễn của Anthony. Chúng tôi được biết đến với thứ nghệ thuật tạo ra trên sân cỏ. Tôi sẽ không ngừng phô diễn những gì đã định hình nên bản thân mình. Anthony đáp trả chỉ trích, chắc chắn Anthony không thay đổi cách chơi. Nhiều người đặt câu hỏi liệu Anthony có bị sấy tóc dưới thời Sir Alex Ferguson. Thực tế, huấn luyện viên huyền thoại người Scotland không lạ gì khi chứng kiến pha biểu diễn kỹ thuật của các học trò trong suốt những năm tháng dẫn dắt Manchester United. Luis Nani hay Cristiano Ronaldo ở giai đoạn đầu sự nghiệp thường xuyên có những pha xử lý khiến đối thủ ngứa mắt. Khi Ronaldo bị cáo buộc vì thường xuyên có những trò gian xảo không cần thiết, Sir Alex Ferguson khẳng định trước trận tứ kết lượt về Champions League gặp AS Roma mùa 2007-2008, tôi không quan tâm, chúng tôi khuyến khích các cầu thủ thể hiện cá tính của mình. Anthony còn trẻ, còn thời gian để hoàn thiện bản thân. Eurosport kết luận thật không công bằng khi chỉ trích Anthony. Thời gian sẽ giúp Anthony định hình rõ hơn phong cách chơi bóng. Nhưng hiện tại, pha xoay bóng mang thương hiệu sẽ còn xuất hiện mỗi khi Anthony ra sân thi đấu.